thấy gân xanh nổi rõ ở bốn nơi này trên cơ thể, báo hiệu căn bệnh nguy hiểm, tốt nhất là mau đi khám. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, với một số người, gân xanh nổi rõ ở một số bộ phận được xem là khỏe mạnh, hấp dẫn. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu bệnh tật. Gân xanh mà chúng ta thường gọi thực chất chính là những đường tĩnh mạch nông nằm sát da. Chúng có chức năng vận chuyển máu từ các cơ quan quay trở về tim, lưu trữ máu, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ trên cơ thể người. Thông thường, chúng ẩn dưới lớp da hoặc chỉ hơi nhô lên một chút trong trạng thái thả lỏng. Theo bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tình trạng gân xanh nổi rõ thường gặp nhất ở tay, chân có thể là hiện tượng bình thường, nhưng cũng có thể là do bệnh lý. Gân xanh có thể rõ hơn ở một số người như người gầy, người da mỏng, người già, vận động viên, người tập luyện thể chất nhiều, người làm công việc nặng nhọc về thể chất. Lý do là người cao tuổi có lớp mỡ dưới da bị teo lại, da trở nên mỏng hơn. Đồng thời teo cơ làm giảm khả năng nâng đỡ và hạn chế của tĩnh mạch, khiến tĩnh mạch xanh hiện rõ hơn. Điều này tương tự với người có làn da mỏng hoặc da quá trắng. Còn người vận động mạnh thường xuyên, vận động viên, lao động thể chất nặng nhọc thì khi gắng sức, cơ căng lên sẽ gây ra ứ trệ mạch máu tạm thời và gây nổi gân xanh, tĩnh mạch rõ ràng hơn. Tuy nhiên, sau khi ở trạng thái nghỉ thì mạch máu sẽ trở lại bình thường. Trong trường hợp bệnh lý, gân xanh sẽ nổi rõ, màu đậm hơn ngay cả ở trạng thái nghỉ ngơi và cần đi khám. Phổ biến nhất là bệnh suy tĩnh mạch, bệnh lý tắc nghẽn như huyết khối, bệnh lý ác tính, suy tim. Lúc này nên đi thăm khám, nhất là nếu đi kèm dấu hiệu tê bì, đau, mệt, khó thở. Nếu có 4 vị trí nổi gân xanh rõ đang cảnh báo bệnh nguy hiểm, cần đi thăm khám gấp như sau. 1. Cẳng chân. Hiện tượng gân xanh nổi lên rõ ràng, màu sắc đậm hơn xuất hiện ở cẳng chân chủ yếu là do giãn tĩnh mạch ở chi dưới. Bệnh lý này đặc biệt phổ biến ở những người phải ngồi đứng trong thời gian dài, có thể kèm theo đau và hoặc khó chịu ở cẳng chân như tê bì, châm chích giống kiến cắn. Ở giai đoạn đầu, bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới, ngoại trừ các tĩnh mạch phồng lên thấy rõ, về cơ bản không có cảm giác khó chịu nào khác. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như ngứa, sưng tấy, nổi cục, tê bì ở chân sẽ nhiều hơn và nghiêm trọng hơn. Việc đi thăm khám để điều trị sớm vô cùng quan trọng, bởi bệnh có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như viêm tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch rất nguy hiểm. 2. Dùng ngực hoặc dùng bụng. Những đường gân xanh xuất hiện rõ nét trên ngực có thể liên quan đến nồng độ estrogen trong cơ thể bất thường. Đặc biệt nên cảnh giác với tình trạng tăng sản vú. Lưu ý rằng tình trạng bệnh lý tăng sản vú có thể gặp ở cả nam giới, dù ít phổ biến hơn nữ giới. Còn những đường gân xanh nổi lên ngay cả ở trạng thái nghỉ ngơi tại vùng bụng thì thường liên quan tới bệnh về gan. Thường gặp nhất là tổn thương mô gan hoặc có dấu hiệu xơ gan. Tuy nhiên, đây cũng là vị trí nổi gân xanh dễ bị xem nhẹ, bỏ qua nhất. 3. Khu vực đầu và trán. Sự thay đổi về kích thước, màu sắc, độ nổi lên bề mặt da của tĩnh mạch nông ở khu vực đầu và trán cảnh báo rất nhiều bệnh nghiêm trọng. Tùy vào vị trí chính xác mà bất thường này có thể phản ánh vấn đề sức khỏe khác nhau, những vị trí phổ biến nhất là thái dương và trán. Nếu gân xanh đột nhiên trở nên rõ nét ở hai bên thái dương, kèm theo chóng mặt, nhức đầu và các cảm giác khó chịu khác thì hãy nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám. Nó có thể liên quan đến chứng xơ cứng động mạch não và nhồi máu não. Đều là những biến chứng rất nguy hiểm và có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời trong khoảng thời gian dài. Còn nếu gân xanh ở vùng trán nổi rõ, màu đậm hơn thì rất có thể liên quan đến các bệnh chuyển hóa như cường giáp và tiểu đường. Tốt nhất là nên mau chóng tới bệnh viện để tìm ra nguyên nhân, không được chủ quan rồi hối hận cũng không kịp. 4. Biểu nam giới. Đối với nam giới, có một vị trí đặc biệt có thể xuất hiện tĩnh mạch nông nổi rõ bất thường, đó chính là biểu. Khi các tĩnh mạch dưới da biểu bị giãn sẽ xuất hiện các gân xanh lộ rõ,
màu xanh đậm hơn bình thường, nhìn hình dạng ngoằn ngoèo như con giun đất. Bệnh này được gọi trên lâm sàng là giãn tĩnh mạch thần kinh. Bên cạnh nổi gân xanh bất thường, thường đi kèm với các triệu chứng sưng tấy dương vật và đau nhức vùng thắt lưng. Vì giãn tĩnh mạch thần kinh có thể ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng tinh trùng nam giới và gây vô sinh nên bạn nên đi khám kịp thời khi phát hiện ra vấn đề. Bạn có thể kiểm soát tình trạng suy giãn tĩnh mạch nhờ những phương pháp đơn giản này. Thưa quý vị, suy giãn tĩnh mạch có thể gây kích thích và tạo ra những cơn đau khó chịu. Bạn cần giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt để tránh gây nguy hiểm tới tính mạng. Suy giãn tĩnh mạch bắt nguồn từ những cục máu đông trong cơ thể. Ngoài tạo nên những cơn đau khó chịu, tình trạng này còn có thể gián tiếp gây tử vong. Viêm tĩnh mạch sâu sẽ làm các cục máu đông di chuyển tới phổi, từ đó đe dọa tính mạng của người bệnh. Dưới đây là một số biện pháp giúp bạn kiểm soát những triệu chứng của tình trạng suy giãn tĩnh mạch mà chúng tôi tổng hợp được. 1. Sử dụng tất y khoa. Các triệu chứng suy giãn tĩnh mạch thường xuất hiện ở chân, cánh tay hoặc nhũ qua. Tình trạng này gây đau, sưng và ngứa rát ở những khu vực bị ảnh hưởng. Những loại tất y khoa được thiết kế đặc biệt sẽ giúp duy trì quá trình lưu thông máu, giảm đau và tiêu sưng. Chúng thường được mặc trong ngày và cởi ra vào ban đêm. Tuy nhiên, bạn cũng cần hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng loại tất đặc biệt này. 2. Chườm nước ấm. Chườm nước ấm là cách hiệu quả giúp giảm đau do suy giãn tĩnh mạch gây nên. Các triệu chứng đã giảm đáng kể khi bệnh nhân mắc suy giãn tĩnh mạch do áp dụng liệu pháp tĩnh mạch chất lỏng chườm nước ấm thường xuyên. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết đây là biện pháp vừa rẻ tiền vừa hiệu quả để trị suy giãn tĩnh mạch. Để bắt đầu, bạn cần ngâm khăn mặt với nước ấm rồi vắt kiệt chúng. Chườm lên khu vực bị đau 10 đến 20 phút trước khi bỏ ra và thực hiện 3 đến 4 lần mỗi ngày. Bạn có thể bọc khăn tắm với bao nhựa để giữ nhiệt lâu hơn. 3. Điều chỉnh tư thế. Nếu mắc phải tình trạng suy giãn tĩnh mạch, bạn cần chú ý tới tư thế ngồi và đi lại. Hạn chế đứng lâu và giữ chân cao khi ngồi cũng là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa hiện tượng này. Bất kỳ tác động mạnh nào tới khu vực này cũng có thể gia tăng cơn đau và mức độ nghiêm trọng của bệnh. 4. Sử dụng nha đam. Nha đam thường được sử dụng để kiểm soát những triệu chứng như sưng đỏ, giảm đau ở những người bị giãn tĩnh mạch do áp dụng liệu pháp điều trị tĩnh mạch. Hợp chất trong loại cây này có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Bạn chỉ cần lấy chất keo trong lá nha đam rồi bôi lên khu vực bị viêm trong 20 phút trước khi bỏ ra. Đồng thời, thực hiện điều này 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả nhanh chóng. 5. Bôi tinh dầu bạch đàn chanh. Tinh dầu bạch đàn chanh cũng có khả năng ngăn ngừa các vấn đề viêm nhiễm như viêm tĩnh mạch. Các chuyên gia khuyên mọi người nên pha tinh dầu này kèm với các loại dầu khác rồi thoa hỗn hợp này lên khu vực bị đau. Ngoài ra, bạn cũng có thể hòa tan 15 đến 20 giọt tinh dầu bạch đàn chanh với nước tắm hàng ngày. 6. Tỏi và hành. Tỏi và hành sở hữu nhiều hợp chất lưu huỳnh có khả năng pha loãng máu. Các hợp chất này sẽ ngăn ngừa quá trình tích tụ tiểu cầu trong máu, từ đó giảm khả năng hình thành những cục máu đông. Do tác dụng đặc biệt của hai loại thực phẩm này, mọi người nên bổ sung chúng thường xuyên vào chế dinh dưỡng hàng ngày để ngăn ngừa tình trạng viêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, tỏi và hành không có khả năng thay thế thuốc được các bác sĩ kê đơn. Do đó, mọi người không nên lạm dụng hai loại thực phẩm này. 7. Uống nước dứa. Dứa chứa một nhóm các enzyme mang tên bromelain. Thành phần này rất giúp ích trong việc điều trị suy giãn tĩnh mạch. Bromelain có khả năng giảm sưng và hạn chế viêm nhiễm. Ngoài ra, chúng cũng làm loãng máu, từ đó ngăn ngừa quá trình tích tụ tiểu cầu trong máu. Hơn nữa, uống nước dứa không chỉ chống viêm nhiễm mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 8. Gừng. Gừng cũng là một loại gia vị có khả năng chống viêm và làm loãng máu. Những người tiêu thụ 5 gram gừng mỗi ngày đã giảm đáng kể triệu chứng suy giãn tĩnh mạch. Vì vậy, bạn nên sử dụng loại gia vị này thường xuyên trong nấu nướng.
Gừng cũng có giúp hạn chế hình thành cục máu đông, từ đó giảm mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm tĩnh mạch. Mùa đông ngâm chân rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhóm người này tuyệt đối đừng làm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, mặc dù ngâm chân rất tốt, nhưng không phải ai cũng thích hợp để áp dụng hàng ngày. Tùy theo thể trạng và bệnh lý từng người mà một số đối tượng khuyến cáo không nên ngâm chân. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, các mạch máu ở chân co lại, tốc độ và lưu lượng máu giảm đi đáng kể. Nhiều người có cảm giác buốt lạnh ở chân nên thường thích ngâm chân với nước ấm trước khi đi ngủ. Mới đây có trường hợp của ông Châu, 70 tuổi, dùng thuốc bắc để ngâm chân hàng đêm. Thế nhưng không ngờ, sau 2 tuần, bàn chân và bắp chân của ông chuyển sang màu xám tím đen, lở loét. Người nhà thấy vậy liền đưa ông đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ nói rằng bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, chân có nổi mụn nước, thế nên khi ngâm chân trong nước ấm thường xuyên khiến mụn nước dở ra, gây loét da. Hay một trường hợp khác phải kể đến cô Trân. Cô là nhân viên văn phòng nên thường ngồi yên trong 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Cách đây không lâu, cô được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch ở chân. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật để chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng cô sợ hãi và không chấp nhận. Cô Trân nghe hàng xóm khuyên nên mua một số thảo dược, nấu rồi ngâm chân để thúc đẩy tuần hoàn máu. Không ngờ 10 ngày sau đó, tình trạng suy giãn tĩnh mạch không thuyên giảm mà có dấu hiệu bắp chân trái sưng to, mắt cá chân mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Khi đến bệnh viện khám, cô biết được nguyên nhân là do cách ngâm chân sai khiến cho bệnh trầm trọng hơn. Đối tượng nào không nên ngâm chân bằng nước nóng? Mặc dù ngâm chân trong nước ấm rất thoải mái nhưng không phải ai cũng thích hợp. Đối với người bình thường, nếu ngâm chân ở nhiệt độ thích hợp có thể làm giãn nở động mạch và tĩnh mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu. Khi bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch dùng nước nóng để ngâm chân, nhiệt độ của mắt cá chân sẽ tăng lên, làm tăng lưu lượng máu động mạch cục bộ nhưng không thể thay đổi tĩnh mạch. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng giãn nở của các mạch máu, gây ứ động và trào ngược máu tĩnh mạch, khiến bệnh trầm trọng hơn. Bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch chi dưới không nên dùng nước nóng để làm ấm chân, đặc biệt tắm xông hơi, nhiệt độ nước không được quá 40 độ C. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim, suy tim hoặc người huyết áp thấp, nếu ngâm chân nước quá nóng hoặc quá lâu sẽ khiến mạch máu trong cơ thể giãn nở. Máu từ các cơ quan như tim và não sẽ dồn lên mặt gây hoa mắt, chóng mặt. Tình trạng thiếu máu cục bộ và thiếu oxy của các cơ quan quan trọng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một biến chứng thường gặp của bệnh tiểu đường là bệnh lý thần kinh ngoại biên, khiến người bệnh không thể cảm nhận nhiệt độ bên ngoài một cách bình thường, ngay cả khi nhiệt độ nước rất cao cũng không cảm nhận được và dễ bị bỏng. Hơn nữa, bệnh nhân tiểu đường có khả năng lành vết thương thấp hơn người bình thường, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Những người bị lở loét hay phồng rộp da không nên ngâm chân, nếu không sẽ dễ gây nhiễm trùng vết thương. Những người bị viêm nhiễm, bệnh ngoài da, chấn thương, bỏng da không nên ngâm chân. Những bệnh nhân này có thể dùng nước ấm khi rửa chân, tuyệt đối không được dùng nước nóng để ngâm chân. Lưu ý, không ngâm chân với người khác để tránh nhiễm trùng và các vấn đề khác. Những vấn đề cần chú ý khi ngâm chân: không ngâm chân quá lâu, lưu thông máu ở bàn chân quá nhanh trong thời gian dài sẽ gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ tương đối ở các bộ phận khác trên cơ thể. Đặc biệt người cao tuổi có thể cảm thấy tức ngực, chóng mặt thậm chí là ngất xỉu do máu lên não không đủ. Nếu cảm thấy khó chịu khi ngâm chân thì nên dừng lại ngay. Nhiệt độ nước không được quá cao, sự giãn nở quá mức của các mạch máu ở bàn chân khiến lượng máu trong cơ thể đổ về chi dưới nhiều hơn, có thể khiến máu cung cấp cho tim, não và thận không đủ. Nhiệt độ nước quá cao dễ làm hỏng lớp màng bã nhờn trên bề mặt da chân, khiến lớp sừng bị khô, thậm chí nứt nẻ. Không nên ngâm chân trong vòng 1 giờ sau bữa ăn, vì phần lớn máu trong cơ thể đổ dồn về đường tiêu hóa sau khi ăn no. Nếu bạn ngâm chân ngay lúc này, máu vốn cần đến hệ tiêu hóa sẽ dồn xuống chi dưới, từ đó làm giảm lượng máu cung cấp cho dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu.
Trẻ em dưới 3 tuổi không nên ngâm chân vì giòm bàn chân bắt đầu hình thành từ khi còn nhỏ. Nếu trẻ thường xuyên ngâm mình trong nước nóng, các dây chằng ở lòng bàn chân sẽ lỏng lẻo, không có lợi cho việc hình thành và duy trì giòm bàn chân, dễ dẫn đến bàn chân bị bẹt. Nên dùng xô gỗ có đáy sâu và rộng hơn để kê chân thoải mái, hoặc dùng dụng cụ ngâm chân massage hoàn toàn tự động. Nên ngâm chân từ 9 đến 10 giờ tối là thời điểm lý tưởng nhất trước khi đi ngủ. Nhiệt độ nên duy trì 38 đến 42 độ C. Nước ngâm nên đổ ngập cổ chân, thời gian ngâm không quá lâu, 20 phút thích hợp, có thể kết hợp thêm xoa bóp hoặc chà sát bàn chân khi ngâm. Bàn chân của người nhiều bệnh tật, tuổi thọ kém luôn có chung 7 dấu hiệu nhỏ này, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều nên kiểm tra ngay. Thưa quý vị, bàn chân rất dễ gặp các chấn thương nếu chúng ta không chăm sóc đúng cách. Y học cổ truyền cho biết, chỉ cần nhìn đôi chân của mỗi người là sẽ biết tình trạng sức khỏe và tuổi thọ của người đó ra sao. Bàn chân là vị trí thường bị bỏ quên và ít được chăm sóc, nhưng thực tế chúng là nền tảng của sức khỏe. Y học Trung Quốc ví đôi chân là bộ não thứ hai của con người, bởi cơ quan này đảm nhiệm rất nhiều vai trò quan trọng. Bàn chân chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể khi chúng ta đứng hoặc đi bộ. Không những vậy, bàn chân còn chứa 1/4 xương của cơ thể. Mỗi chân có 33 khớp xương, 100 dây chằng, cơ bắp, dây thần kinh và vô số mạch máu liên kết với mạch máu ở tim, cột sống và não. Những người có nhiều bệnh tật, tuổi thọ kém thường có những dấu hiệu sau đây ở bàn chân. 1. Bàn chân bị đau. Đau bàn chân là triệu chứng rất phổ biến, thường là tín hiệu của bệnh gút, viêm khớp và nhiều căn bệnh khác khiến người bệnh khó di chuyển, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Bàn chân vốn có cấu trúc rất phức tạp nên nếu người bệnh xem nhẹ, không điều trị ngay khi có dấu hiệu đau thì có thể dẫn đến nhiều biến chứng đáng tiếc. Do đó, nếu bạn nhận thấy chân bị tổn thương thì hãy đi kiểm tra cơ thể càng sớm càng tốt. Sau khi làm rõ nguyên nhân và điều trị triệu chứng, bệnh sẽ được cải thiện, đồng thời ngăn ngừa bệnh tiếp tục phát triển. 2. Bàn chân bị ngứa. Những người có bàn chân bị ngứa thì không loại trừ khả năng đó là dấu hiệu bệnh liên quan đến nhiễm trùng do vi khuẩn. Nhiều người cũng dễ bị ngứa chân do sức đề kháng yếu hoặc mắc bệnh tiểu đường. Nếu gặp triệu chứng này, bạn không nên bỏ qua, cần phải có biện pháp điều trị tích cực cho các nguyên nhân cụ thể. Chỉ khi giải quyết hết vấn đề ở bàn chân, cơ thể mới trở lại trạng thái khỏe mạnh và thoải mái. 3. Móng chân nhợt nhạt. Theo y học, những người có sức khỏe kém, tuổi thọ ít thường có móng chân nhợt nhạt, bởi đó là dấu hiệu cơ thể bắt đầu mắc các bệnh nghiêm trọng và nguồn cung cấp máu không đủ. Trước triệu chứng này, mọi người không nên bỏ qua mà cần kiểm tra xem mình ăn uống có thiếu chất hay đang bị thiếu máu hay không, cần thực hiện các biện pháp điều trị cho các vấn đề sức khỏe. Ngược lại, những người khỏe mạnh, sống lâu sẽ sở hữu móng chân hồng hào, dày dặn. 4. Bàn chân có màu vàng. Da chân màu vàng có thể là dấu hiệu của bệnh vàng da. Ngoài ra có nhiều loại bệnh khác cũng khiến chân chuyển sang màu vàng như bệnh gan và bệnh liên quan đến tuyến tụy. Khi thấy những thay đổi đặc biệt trên da, bạn nên thận trọng, cần đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. 5. Bàn chân lạnh. Những người có sức khỏe kém thường có bàn chân lạnh, bởi cơ thể họ không thể cân bằng âm dương hoặc không đủ độ ấm. Y học khuyên những người sức khỏe yếu nên ăn nhiều tỏi, gừng, thịt cừu để cải thiện khả năng chống lạnh cho cơ thể. Ngoài ra, những người có bàn chân quá nóng cũng không tốt. Điều ấy cho thấy bàn chân đã thiếu âm và cơ thể đang bị nóng trong. Bàn chân của một người sống thọ thường sẽ có nhiệt độ giống với bàn tay của mình, không lạnh cũng không quá nóng. 6. Chân bị giãn tĩnh mạch. Tĩnh mạch là một bộ phận của hệ thống tuần hoàn. Khi tĩnh mạch bị giãn sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của máu về tim. Tĩnh mạch chân thường bị suy giãn nhiều hơn bởi vì nó có những đặc thù riêng. Khi chân bị suy giãn tĩnh mạch, bạn sẽ thấy những đám tĩnh mạch nổi lên ngoằn ngoèo, tạo thành từng búi nằm ngay sát dưới da chi dưới, khoeo chân, cẳng chân, bắp chân, cổ chân, có khi gặp cả vùng đùi. Màu da của vùng này thường có màu xanh.
Nếu lâu ngày không được điều trị, suy giãn tĩnh mạch chân có nguy cơ để lại một số hậu quả xấu như nhiễm khuẩn da, lở loét da diện rộng hoặc chức năng dinh dưỡng của tĩnh mạch sẽ bị giảm sút nặng nề. 7. Chân bị phù. Phù chân cũng là dấu hiệu của người không khỏe mạnh. Những người phù chân không rõ lý do có thể đã mắc bệnh thận. Khi khả năng bài tiết bị ảnh hưởng sẽ gây tích nước và khiến một số bộ phận cơ thể, đặc biệt là chân bị phù. Để bảo vệ sức khỏe của đôi chân, mỗi người nên thực hiện xoa bóp lòng bàn chân. Ngoài ra, ngâm chân nhiều bằng nước nóng cũng có ích trong việc này. Ngâm chân trong nước nóng tốt hơn thuốc bổ. Mỗi ngày dành ra 15 phút ngâm chân trong nước ấm 40 độ C, bạn sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Thiếu hụt hai loại vitamin này có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Quý vị thân mến, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới hoạt động của tĩnh mạch, bao gồm việc thiếu hụt một số loại vitamin. Sau đây là hai loại vitamin, một khi bị thiếu sẽ ảnh hưởng tới cơ chế đông máu và gây nên các vấn đề về mạch máu. Giãn tĩnh mạch hoặc bệnh giãn tĩnh mạch ảnh hưởng đến các tĩnh mạch ở chân, dẫn đến các tĩnh mạch bị xoắn và giãn rộng. Khi tình trạng này xảy ra sẽ có một số biểu hiện như tĩnh mạch sưng lên, có màu xanh tím hoặc đỏ gần dưới bề mặt da. Thông thường, rối loạn mạch máu thường xảy ra phổ biến nhất là ở phụ nữ. Mặc dù giãn tĩnh mạch sẽ gây ra một số khó chịu nhưng nó không đe dọa đến tính mạng. Thế nhưng thông qua biểu hiện này có thể báo hiệu các vấn đề liên quan đến tuần hoàn khác. Vitamin K là rất cần thiết. Vitamin K là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho quá trình đông máu, chữa lành vết thương và cần cho sức khỏe của xương. Ngoài ra, loại vitamin này còn có thể giúp củng cố các thành mạch máu, giúp chúng không bị phồng và dở. Vì thế, các chuyên gia nhận định rằng việc thiếu hụt vitamin K hoặc duy trì ở mức độ thấp có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh giãn tĩnh mạch. Tạp chí Y khoa nhận định thiếu vitamin K khiến xương dài và mỏng, ảnh hưởng đến việc tăng chiều cao qua nhiều thế hệ. Khi vitamin K thấp dẫn tới sự dôi hóa elastin, nguyên nhân của cằm đôi và giãn tĩnh mạch. Dấu hiệu thiếu vitamin K. Dấu hiệu phổ biến của việc thiếu vitamin K là chảy máu quá nhiều. Tuy nhiên, có những dấu hiệu khác cần chú ý, đó là thường xuyên xuất hiện vết bầm tím và dễ bị bầm tím, cục máu đông nhỏ dưới móng tay, phân đen sẫm, đôi khi có máu. Thiếu vitamin D cũng có thể gây ra chứng giãn tĩnh mạch. Khi mức vitamin D thấp, các tĩnh mạch của bạn sẽ phải vật lộn để thực hiện công việc của chúng một cách chính xác, từ đó vấn đề về tĩnh mạch có thể sẽ phát sinh. Vitamin D có tác dụng giúp giữ cho động mạch và mạch máu của bạn đủ lỏng và đủ thư giãn để hỗ trợ lưu thông máu thích hợp. Do đó, vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự hấp thụ canxi và phốt pho trong cơ thể. Nó cải thiện các chức năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng, bệnh tật và tạo điều kiện cho sự phát triển của xương và răng. Tuy nhiên, khi cơ thể không đủ hoặc thiếu vitamin D sẽ gây cản trở cho hoạt động của mạch máu. Thiếu vitamin D có thể khiến xương của bạn trở nên mỏng, giòn hoặc biến dạng. Vitamin D cũng có liên quan đến các triệu chứng mệt mỏi, suy nhược, thay đổi tâm trạng, chuột rút và đau nhức cơ. Việc thiếu vitamin D có thể dẫn đến các biến dạng xương như còi xương ở trẻ em và đau xương do một tình trạng gọi là nhuyễn xương ở người lớn. Nguồn cung cấp vitamin K và D tốt nhất. Vitamin K dồi dào trong các loại thực phẩm gồm rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau diếp và bông cải xanh, dầu thực vật, trái cây như quả diệt quất và quả sung, trứng, phô mát, thịt, gan, đậu gà và đậu nành. Về mặt vitamin D, nguồn tốt nhất là ánh sáng mặt trời. Theo NHS, các loại thực phẩm như cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu, thịt đỏ, gan, lòng đỏ, trứng cũng chứa lượng vitamin D dồi dào. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm tăng cường nếu như không nhận đủ vitamin từ các sản phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này.
7 loại nước thần thánh là thần dược làm sạch gan, kiểm soát cân nặng cực tốt. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, vốn được ví là quả tim thứ hai của cơ thể, gan đảm nhiệm rất nhiều chức năng, trong đó chức năng thải độc là quan trọng nhất. Vì thế đôi khi những tác nhân như rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích hay các khi bị các virus viêm gan có thể khiến gan bị tổn thương nặng nề. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều những thực phẩm có ích cho lá gan, giúp làm sạch gan hiệu quả, từ đó kiểm soát cân nặng ở mức tối ưu. Trong video hôm nay chúng tôi xin tổng hợp 7 loại nước uống thần thánh, hồi sinh lá gan. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. 1. Nước gạo lứt rang. Gạo lứt là thực phẩm khá phổ biến và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết, lớp cám gạo lứt chứa tinh dầu có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, rất tốt cho người bị tim mạch và thanh nhiệt giải độc gan. Trong gạo lứt có thành phần inositol, phospholipid, vitamin B đều là những chất thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Nghiên cứu Mỹ đã thử nghiệm cho những bệnh nhân bị bệnh gan uống nước gạo lứt rang. Sau đó, bác sĩ tiến hành cuộc phân tích máu và cho kết quả, những người sử dụng gạo lứt để thanh lọc gan có hồng cầu tròn, huyết thanh trong, máu sạch. Điều này chứng tỏ, gạo lứt giúp lá gan loại bỏ độc tố và ký sinh trùng trong máu hiệu quả. Ngoài tác dụng thanh nhiệt, mát gan, gạo lứt còn chứa các chất chống oxy hóa bảo vệ gan, ngăn ngừa lão hóa, giúp trẻ lâu, tái tạo tế bào gan bị tổn thương, đồng thời ngăn ngừa xơ gan. Đặc biệt hơn, uống loại nước này còn có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2, ngăn ngừa hình thành sỏi thận vô cùng tốt và ngăn ngừa ung thư. Gạo lứt giúp giảm cân rất tốt vì nó chứa rất nhiều chất xơ và giúp no lâu. Ngoài ra, kiên trì uống trà gạo lứt thường xuyên còn làm giảm tình trạng táo bón kinh niên, chống mất nước trong trường hợp tiêu chảy và giúp phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, uống trà gạo lứt còn giúp cơ thể không còn thấy uể oải hay mệt mỏi, người lớn tuổi cũng không còn phiền toái. Uống một ly nước gạo lứt vào khung giờ nào thì tốt? Sau bữa sáng khoảng 30 phút, khi bạn muốn dùng nước gạo lứt để giảm cân và tốt cho sức khỏe thì uống vào buổi sáng là tốt nhất, đặc biệt là sau bữa sáng 30 phút. Vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, nạp một nguồn năng lượng vào buổi sáng sẽ giúp bạn có ngày mới khỏe mạnh. Nhưng hãy lưu ý rằng không nên uống nước gạo lứt với cái bụng rỗng vào buổi sáng. Vì khi đói dạ dày có thể sản sinh ra axit dẫn đến mất nước, gây buồn nôn thậm chí là loét dạ dày. Trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ, uống nước gạo lứt khoảng 1 giờ trước khi đi ngủ cũng có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thừa để giảm cân. Vì nếu uống vào thời gian này, thì trong lúc ngủ dạ dày bạn ngoài trà gạo lứt sẽ không có tạp chất từ các đồ ăn nặng, sẽ giúp đốt mỡ nhanh hơn. Sau khi tập thể dục 30 phút, một ly nước gạo lứt sau khi tập thể dục vừa hỗ trợ bạn giảm cân, đốt cháy lượng mỡ dư thừa vô cùng hữu hiệu, vừa là một thức uống giúp bạn giải khát sau những bài tập mệt mỏi. Một giờ trước hoặc sau các bữa ăn, bạn nên uống nước gạo lứt sau bữa ăn khoảng 1 giờ để cơ thể nghỉ ngơi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì nếu uống ngay sau khi ăn, loại nước này sẽ gây ức chế sự hấp thụ các chất dinh dưỡng và gây ra sự tắc nghẽn, khó chịu trong dạ dày. Lưu ý, đối với những người có thể trạng yếu, gầy hoặc trẻ em và phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ thì không nên uống nước gạo lứt rang thường xuyên. Đặc biệt, những người bị lạnh bụng không nên uống nhiều vì có thể gây ra tình trạng chướng bụng, tiêu chảy. Không nên để nước gạo lứt rang qua nhiều ngày vì thức uống này rất dễ bị thiêu. Tốt nhất là bạn nên nấu hàng ngày để uống. 2. Trà xanh. Trà xanh nổi tiếng là thức uống mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như là phương pháp thanh lọc cơ thể được nhiều chị em tin dùng. Thành phần của lá trà xanh có chứa 30% polyphenol, trong đó chiếm phần lớn là kết chừng, hay còn gọi là EGCG, chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể, đồng thời ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tổn thương. Ngoài ra, với hàm lượng chất chống oxy hóa cao,
trà xanh còn làm chậm quá trình lão hóa, giúp bạn níu giữ thanh xuân và sở hữu làn da căng mịn, tươi trẻ. Uống trà xanh thải độc gan có khả năng kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra thuận lợi hơn, giúp ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng, đùi. Ngoài ra, loại trà này còn giúp đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hiệu quả và rất được tin dùng. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng trà xanh có khả năng kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể, cũng như bảo vệ các hạt LDL giúp điều hòa huyết áp, bảo vệ và phòng chống các bệnh tim mạch hiệu quả. Uống trà xanh giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa, giúp cung cấp và giữ nước cho cơ thể. Việc này rất cần thiết cho việc lọc các chất thải, cân bằng nhiệt độ và giúp não bộ hoạt động hiệu quả. Những lúc mệt mỏi, trà xanh giúp đầu óc thư giãn, tỉnh táo và giúp tâm trạng của bạn dịu xuống khi đang bị stress, căng thẳng, âu lo. Cách thanh lọc gan bằng trà xanh hiệu quả nhất. Uống nước trà xanh tươi, đây là cách uống trà xanh thải độc gan đơn giản nhưng phổ biến nhất. Nó được nhiều người ưa chuộng bởi giữ được vị the mát nhẹ nhàng và công dụng nguyên bản của trà xanh. Bạn chỉ cần chọn những lá trà non, còn tươi, không bị sâu hay khô héo. Sau đó rửa sạch, giò hơi nát rồi đun nước uống. Cách này cũng giúp khử khuẩn và kháng viêm, tăng đề kháng cực hiệu quả. Sinh tố trà xanh thải độc gan. Sinh tố trà xanh thải độc gan không chỉ giúp bạn giải khát mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn có thể uống trực tiếp sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa để thanh lọc gan, đào thải chất độc ra khỏi cơ thể và làm giảm cảm giác đói, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Cách làm: cho 100g rau cải mầm, nửa quả táo, một thìa sữa chua và một bát nước trà xanh còn ấm vào máy xay và xay nhuyễn. Sau đó cho hỗn hợp ra ly và thưởng thức. Uống trà xanh thải độc gan với lê, dứa và đu đủ. Lê, dứa và đu đủ có tính mát nên có khả năng hỗ trợ làm mát gan, giúp cải thiện tình trạng mụn, kích ứng, mẩn đỏ trên da. Khi kết hợp với trà xanh sẽ tăng gấp đôi tác dụng thải độc tố trong gan và detox cơ thể. Cách làm: cho nửa quả lê, nửa quả dứa và nửa quả đu đủ vào máy vắt lấy nước cốt. Sau đó cho nửa cốc nước trà xanh vào hỗn hợp trên rồi khuấy đều và thưởng thức. Detox nước trà xanh với gừng. Công thức nước trà xanh thải độc gan kết hợp với gừng rất thích hợp cho những người đang gặp vấn đề về gan và đường ruột. Nó giúp làm ấm bụng, kích thích hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, đồng thời ngăn ngừa tích tụ mỡ và chất độc trong gan, cung cấp nguồn năng lượng giúp bạn tỉnh táo hơn và thanh lọc cơ thể cực hữu hiệu. Cách làm: rửa sạch lá trà xanh tươi, để ráo, giò hơi nát rồi đem đun sôi trong 5 phút. Sau đó cho vài lát gừng vào, có thể kết hợp thêm chanh và mật ong để giải khát và dễ uống hơn. Uống trà xanh thải độc gan với lá bạc hà. Bạn có thể uống nước trà xanh thải độc gan với lá bạc hà mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Lá bạc hà giúp làm mát gan, khi kết hợp với lá trà xanh sẽ giúp thải các chất độc tích tụ, tăng cường chức năng gan và hỗ trợ cải thiện những bệnh lý về gan hiệu quả. Cách làm: lấy khoảng 15 đến 20 lá bạc hà rửa sạch rồi cắt đôi. Sau đó cho vào bình nước trà xanh đã pha sẵn. Bạn có thể cho thêm vài lát chanh để kích thích vị giác và tăng cường vitamin C. Một số lưu ý khi uống trà xanh thải độc gan, detox cơ thể. Các loại nước trà xanh thải độc gan nên được chế biến và sử dụng ngay trong ngày. Chỉ nên uống khoảng 0,7 đến 1,4 lít nước trà xanh mỗi ngày để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến gan và dạ dày. Không uống trà xanh khi đói để tránh đau dạ dày, cảm giác nôn nao chóng mặt. Không uống trà xanh khi đang ăn làm cản trở việc hấp thụ chất dinh dưỡng và trước khi ngủ vì sẽ gây ra khó ngủ, trằn trọc suốt đêm. 3. Trà bí đao. Trong mỗi 100g bí đao chứa đến 96g nước cùng hàm lượng các hoạt chất, vitamin có lợi cho cơ thể như vitamin C, kali, chất chống oxy hóa. Trong đó có axit glycerid và trigonelin, hai chất có khả năng làm chậm quá trình chuyển hóa đường thành chất béo. Trà bí đao sẽ giúp bạn giảm được cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Trà bí đao không chỉ là thức uống giải khát thơm ngon, nó còn có tác dụng làm mát gan, giải độc, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Hàm lượng axit béo có nhiều trong hạt bí đao có tác dụng rất tốt đối với da, giúp da có được màng dưỡng ẩm một cách tự nhiên, chống lại các tác động xấu từ môi trường. Màng dưỡng ẩm giúp cho da bạn không bị khô và hạn chế tối đa tình trạng da bị mụn. Bí đao chứa một số thành phần chống oxy hóa đặc biệt tốt cho gan, bên cạnh đó là khả năng giúp lợi tiểu. Đây là một trong những cách detox cho cơ thể hiệu quả, có tác dụng trong giảm huyết áp, thải bớt hàm lượng natri và một số độc tố khác. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra thì chiết xuất của hạt bí đao có những tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa, có khả năng ngừa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Khả năng đặc biệt này giúp ngừa sản sinh quá nhiều dịch dị từ đường ruột, giúp vết thương mau lành ở những người đang bị bệnh, đồng thời giúp ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràng rất hiệu quả. Cách làm trà bí đao hạt é. Nguyên liệu nấu trà bí đao hạt é: bí đao 0,5kg hạt é, đường phèn, rầu bắp, la hán quả. Rửa sạch và cắt nhỏ bí đao, rầu bắp, la hán quả rửa sạch, hạt é ngâm với nước. Đun sôi 2 lít nước cho bí đao vào nấu cùng rầu bắp, la hán quả và đường phèn. Để lửa vừa trong khoảng 30 phút, khi thấy màu nước bí đã đậm thì chắc ra. Cách làm trà bí đao hạt chia thanh mát với la hán quả, bí đao 0,5kg. Lá dứa 10 lá, mía 1 khúc, hạt chia, thục địa, la hán quả, đường. Đầu tiên, bạn rửa sạch bí đao, rửa sạch sau đó cắt khúc nhỏ vừa khoảng 2cm. Mía rửa sạch và cắt khúc, la hán và thục địa bóp nhỏ. Đun sôi 3 lít nước sau đó cho tất cả bí đao, la hán, thục địa vào nồi và dặn lửa nhỏ hầm trong vòng 1 đến 1,5 tiếng. Cuối cùng cho lá dứa vào để tạo mùi thơm. Khi cho dứa vào bạn hầm thêm 30 phút nữa rồi cho thêm đường, đá, hạt chia vào và thưởng thức. Cách làm trà bí đao khô đơn giản. Bên cạnh trà bí đao tươi thì nước bí đao phơi khô cũng là thức uống ngon và bổ, giữ được trong thời gian dài hơn. Bạn chỉ cần chuẩn bị bí đao, dao bào, rổ và các nguyên liệu khác như mật ong, hạt chia. Các bước thực hiện cũng khá đơn giản, bí đao rửa sạch và để ráo trong 20 phút. Dùng dao bào cắt bí đao từng lát mỏng mà không cần gọt vỏ. Bí đao cắt lát xong bạn đem ra phơi ngoài nắng. Lưu ý là sắp xếp chồng các miếng bí lên nhau để chúng được khô đều hơn. Nếu thời tiết không đủ nắng để khô nhanh trong một ngày thì bạn nên phơi bí khoảng 2 đến 3 ngày. Sau khi bí đao khô hoàn toàn bạn bỏ lên bếp xào với lửa lớn. Cho bí khô vào một hũ thủy tinh để bảo quản. Khi dùng, bạn chỉ cần cho bí vào một cái ly, sau đó cho nước sôi vào và hãm như trà bình thường có thể uống được. 4. Trà atiso. Atiso được coi là thần dược với lá gan. Trong atiso có hoạt chất cyanurin và silymarin là hai chất chống oxy hóa có công dụng tuyệt vời trong việc phục hồi chức năng cho các tế bào của gan, giải độc gan, giúp thải các độc tố trong gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như viêm gan B mãn tính, men gan tăng cao. Bên cạnh đó, chất cyanurin có trong lá atiso còn giúp điều tiết dòng chảy của mật trong hệ thống dẫn mật, kích thích tăng tiết mật gấp 4 lần bình thường. Cơ chế tăng tiết mật này giúp gan bài tiết, ngăn ngừa bệnh ung thư. Trong trà atiso có chứa nhiều chất chống oxy hóa với khả năng ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Bên cạnh đó, hai chất flavonoid là apigenin và luteolin cũng có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư tuyến tụy rất cao. Nhờ vào tác dụng giải độc gan mà làn da của bạn cũng sẽ có thay đổi tích cực. Khi gan hoạt động hiệu quả và trơn tru thì tình trạng nổi mụn, mụn ẩn, thâm mụn sẽ được cải thiện theo từng ngày. Bên cạnh đó, trong trà atiso cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa với công dụng ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do để đẩy lùi hiện tượng lão hóa da và mang tới một làn da tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong trà atiso có chứa các chất với công dụng kích thích cơ thể sản sinh ra các hormone insulin tốt cho đường huyết của cơ thể và hạn chế tình trạng tăng huyết áp đột ngột.
Trà atiso với tác dụng loại bỏ chất béo, cholesterol có hại trong cơ thể. Vì vậy mà nó có thể hạn chế được hiện tượng xơ cứng động mạch. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới các bệnh như nhồi máu cơ tim, tim mạch. Ngoài ra, các thành phần như kali và magie có trong trà túi lọc atiso cũng sẽ giúp cho sức khỏe tim mạch của bạn được cải thiện phần lớn. Trong trà túi lọc atiso sở hữu nhiều chất có lợi cho cơ thể như kali, acid folic, manga, vitamin C. Nhờ những chất này mà nó sẽ giúp loại bỏ hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời giảm lượng mỡ bụng hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác như khi sử dụng thuốc giảm cân. Sau một thời gian uống trà atiso sẽ làm cho cơ thể người dùng được thon gọn và có dốc dáng như mong muốn. Cách làm trà atiso như sau. Chuẩn bị hoa atiso 2 bút, nước 3 lít, đường phèn 3 thìa. Cắt bỏ cành, cuống, phần hoa bị dập, sau đó đem rửa sạch. Cho hoa atiso vào nồi, sau đó đổ nước vào, đậy dung đun sôi. Sau khi nước sôi thì điều chỉnh lửa nhỏ dần, đun trong khoảng 45 phút thì tắt bếp. Gấp hoa atiso ra đĩa, có thể tận dụng phần hoa đã nấu để làm món ăn. Thêm đường phèn vào nước, đun đến khi đường tan hết thì tắt bếp để nguội và thưởng thức. 5. Nước đậu đen. Chúng ta đã từng biết đến những công dụng của nước đậu đen như thanh lọc giải độc cơ thể, giúp làm đẹp da, hạ huyết áp. Và một trong số những công dụng được nhiều người quan tâm chính là giảm cân. Nước đậu đen rang giúp chúng ta giảm cân như thế nào? Các nghiên cứu đã tìm thấy trong nước đậu đen rang có chứa một loại axit amin có tên là arginine. Chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất thành năng lượng. Đồng thời nó cũng kích thích quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể để tạo thành năng lượng. Axit maniglutamin trong nước đậu đen có thể cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn. Vì vậy, chúng ta có thể yên tâm giảm cân mà không lo bị thiếu năng lượng và kiệt sức. Uống nước đậu đen rang giảm cân còn nhờ các thành phần khác như anthocyan, lactic, protein và muối khoáng có trong loại nước này đều tham gia vào quá trình đốt cháy mỡ thừa, giảm mỡ máu, thải độc gan và thải độc máu. Nhiều người cho rằng nếu chỉ uống nước đậu đen mà không ăn hạt đậu đen thì không có chất xơ. Điều này hoàn toàn không chính xác. Trong nước đậu đen rang có hàm lượng chất xơ hòa tan pectin rất cao. Chất xơ này sẽ tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Nhờ đó chúng ta có thể cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể qua đường ăn uống mà không lo bị cơn đói hành hạ. Lý tưởng nhất là bạn nên uống nước đậu đen rang trước bữa ăn. Lúc này, bạn vừa được cung cấp năng lượng, vừa có cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn nên sẽ hạn chế tiêu thụ thực phẩm. Nếu ăn tối quá muộn bạn không nên uống nước đậu đen. Uống nước đậu đen rang sát giờ đi ngủ có thể gây đầy bụng, khó chịu và khó ngủ. Nước đậu đen có tính hàn, khi uống quá nhiều sẽ làm lạnh bụng và gây tiêu chảy. Đặc biệt nếu bạn đang bị cảm lạnh thì không nên dùng, vì nước đậu đen có thể làm cho các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Để giảm bớt tính hàn của loại thực phẩm này, bạn nên rang đậu đen trước khi nấu. Một số lưu ý khi dùng đậu đen. Đậu đen chứa protein, photon và kim loại nặng có thể phản ứng với thuốc tạo thành chất kết tủa. Do đó, người đang dùng thuốc có thể gặp phản ứng phụ hoặc làm giảm tác dụng của thuốc. Ngoài ra, hàm lượng axit phytic, một chất cản trở khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn sẽ ảnh hưởng đến cách cơ thể hấp thụ các chất. Do đó, hãy dùng nước đậu đen sau khi ăn các thực phẩm khác 4 tiếng. Người bị viêm đại tràng, tiêu hóa kém, tiêu chảy không nên dùng nước đậu đen. Ngoài ra, việc sử dụng loại đồ uống này cũng nên hạn chế ở trẻ em, người già hoặc người có sức khỏe yếu. Nguyên nhân là do hàm lượng protein trong đậu đen cao khiến cơ thể khó hấp thụ hết dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, đau bụng và đầy hơi. Không thể phủ nhận những tác dụng của nước đậu đen đối với sức khỏe nhưng cũng không nên lạm dụng thức uống này. Tốt nhất chỉ nên uống 1-2 ly mỗi ngày và không quá 3-4 lần một tuần. Nếu sử dụng nước đậu đen để giảm cân,
bạn cần hạn chế thêm đường. 6. Nước lá dối. Sử dụng lá dối để sắc nước uống như uống trà hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc, thanh lọc gan thận. Từ đó sẽ giúp bạn giải khát, lợi tiểu tốt hơn, các chất độc sẽ được đào thải qua cơ quan bài tiết. Ngoài ra, nước lá dối còn có tác dụng giải độc gan hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ gây suy nhược cơ thể. Ngoài mát gan, lá dối tươi còn giúp điều trị tiểu đường, phòng chống và cải thiện bệnh gút. Uống nước lá dối được sắc mỗi ngày giúp tiêu tan đáng kể khoáng chất uric có trong cơ thể, từ đó giảm hẳn nguy cơ hình thành bệnh gút. Trong nước lá dối tươi có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin, kèm theo đó là hoạt chất tannin chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Do vậy khi bạn bị đầy bụng, khó tiêu có thể uống nước lá dối để giảm bớt tình trạng khó chịu. Cách nấu cũng rất đơn giản, bạn rửa sạch lá dối, sau đó cho nước sôi vào ngâm lá dối trong khoảng 15 phút là có thể uống, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nước lá dối rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể uống được loại nước này. Dưới đây là những người không nên uống nước lá dối, người quá gầy hoặc sức khỏe suy nhược không nên uống nước dối, bởi nước dối có tính chất kiểm soát lượng đường trong máu, lại giúp giảm cân. Phụ nữ có thai không nên uống nước dối quá đặc, quá nhiều vì ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, bài tiết. Mọi người không nên uống nước dối ngay sau bữa ăn, vì điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Trẻ em không nên uống nhiều nước dối. Người đang mất ngủ hay bị rối loạn giấc ngủ cũng không nên uống nhiều nước dối. 7. Trà bồ công anh. Bồ công anh không chỉ đơn thuần là một loài hoa mang thông điệp tích cực từ cuộc sống, loài thực vật này còn có công dụng hữu ích cho cơ thể con người. Bồ công anh giúp giải độc gan, thanh lọc cơ thể, phòng ngừa ung thư. Chiết xuất lành tính trong bồ công anh vô cùng thích hợp để mọi người sử dụng thay trà hàng ngày. Theo nghiên cứu y học, chất nhựa và chất đắng của dược liệu là từ nhiều hoạt chất tạo nên. Các thành phần này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là các công dụng mát gan, đẹp da và giải độc gan từ loài hoa dại này. Có chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường đào thải các độc tố trong gan. Tính mát từ cây thuốc còn giúp thanh nhiệt cơ thể, rất hiệu quả trong việc giải độc gan. Không chỉ thế, dị thảo dược này còn giúp đào thải axit uric gây ra bệnh gút ở người và giảm thiểu tích tụ mỡ thừa, giúp điều trị hiệu quả bệnh gan nhiễm mỡ. Uống trà bồ công anh mỗi ngày là giải pháp giúp bạn chăm sóc da từ bên trong vô cùng hiệu quả, lại đơn giản không mất nhiều công sức, tiền bạc. Các hoạt chất có trong thảo dược giúp thanh nhiệt cơ thể, mát gan, đẩy lùi tình trạng mụn, giúp làn da luôn căng bóng, mịn màng. Sử dụng trà bồ công anh mỗi ngày là giải pháp giúp chị em phụ nữ giảm cân, giữ dáng và kiểm soát cân nặng vừa an toàn, vừa hiệu quả. Ngoài tác dụng mát gan, đẹp da và giải độc gan, thảo dược này còn mang đến nhiều công dụng khác, bao gồm cải thiện chức năng thận, giúp lợi tiểu, thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, ngăn ngừa, phòng chống ung thư. Chiết xuất thảo dược có chứa hoạt chất Taraxacum officinale có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các khối u tế bào, gây cải thiện chức năng tiêu hóa, nhuận tràng, điều trị chứng ăn uống khó tiêu, giúp xương chắc khỏe. Dược liệu có chứa nhiều khoáng chất thiết yếu cần thiết cho xương như canxi, phốt pho, magie, giúp xương chắc khỏe, đồng thời ngăn ngừa loãng xương ở người cao tuổi. Lợi sữa, phụ nữ cho con bú sử dụng vị thuốc này có thể thông sữa, lợi sữa cho bé bú. Dùng trà bồ công anh hỗ trợ điều trị tiểu đường, làm lành các vết thương ngoài da do côn trùng đốt, điều trị đau dạ dày, chống suy nhược cơ thể, giảm đau mắt. Cách pha trà, dùng một nhúm 10g khô cho 150ml nước. Tráng trà, dùng nước sôi đổ một chút vào, đảm bảo nước tưới qua một lượt trà lắc đều ấm rồi đổ nước này đi. Cho nước sôi ấm pha trà theo tỷ lệ pha, đợi 5 đến 7 phút cho nước ngấm vào trà. Thưởng thức khi trà còn ấm mùi vị sẽ thơm ngon hơn. Nếu như bạn không có thói quen nhâm nhi ly trà vào mỗi sáng thì cũng có thể sử dụng cây thuốc nam này để nấu nước uống thay nước hàng ngày.
mỗi ngày lấy khoảng 50-80 gram phơi khô đem nấu với 1,5 lít nước uống. Lưu ý, một số đối tượng cần cân nhắc khi sử dụng là phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi, người bệnh suy tim, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng với các thành phần trong thuốc. Uống với liều lượng vừa phải, không quá 3 tách mỗi ngày. Uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng hoặc dị ứng. Uống trà vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn. Nếu bạn uống vào buổi tối thì có thể gây mất ngủ do tác dụng lợi tiểu. Thưa quý vị, trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau khám phá 7 loại nước mát gan không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân, tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh cho mọi người đón Tết. Việc duy trì sức khỏe gan là quan trọng không chỉ để có vóc dáng đẹp mắt mà còn để đảm bảo chức năng cơ thể hoạt động đúng cách. Mỗi loại nước detox mang lại lợi ích riêng biệt, từ việc thanh lọc độc tố đến việc cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Hãy thử nghiệm và tích hợp những loại nước này vào chế độ ăn uống hàng ngày để tận hưởng sự tươi mới và năng lượng tích cực. Chắc chắn, việc duy trì một lối sống lành mạnh không chỉ giúp bạn tỏa sáng từ trong ra ngoài mà còn tạo nên một tâm trạng tích cực trong bối cảnh của mùa lễ hội. Hãy bắt đầu từ ngay hôm nay để hưởng thụ một mùa Tết tràn đầy sức khỏe và niềm vui bên gia đình và người thân yêu quý vị nhé. Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và đầy ắp niềm hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.